Giữa vô vàn những cái quầy bán đặc sản ở trong chợ Đà Lạt với rất là nhiều các mức giá khác nhau mà bạn không biết chọn chỗ nào cho uy tín á, thì nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chỗ bán đặc sản mà giá cả hợp lý nè, đồ ăn cũng rất là chất lượng, mà hơn hết là chị chủ bán hàng cực kỳ nhiệt tình luôn. Ui, cho ta nói là tôi phải đứng đợi xếp hàng rồi mới được mua chứ không phải là vô là có liền đâu. Đông khách xểu, tới lúc được mua thì mới thấy đây đúng là thiên đường nha. Xoài lắc xoài xé dẻo, dâu xé giòn, dâu xé dẻo, hồng treo gió, khoai tây sấy, khoai môn sấy, trà atiso, bánh kẹo tùm lum tà la. Nói chung là rất là nhiều thứ mà mình đều được thử trước hết nha. Đi vô đây như một cái bữa tiệc buffet vậy đó. Ăn hết là chị đó khui cái mới cho thử tiếp. Còn giá cả thì như này nha. Mức thì mức cao nhất khoảng 200 ngàn. Thôi. Nhưng mà thường mức giá mà tầm cao là 150 thôi à. Còn 200 hay 200 mấy là nó cao nhiều lắm luôn á. Còn đây là thường mình là 150 thằng của ký á. Ý mà hình như chị đó có khả năng nhìn mặt bắt hình dong hay sao quá, mà nãy giờ tư vấn cho tôi toàn mấy thứ tôi đúng thích luôn á. Rồi thôi, chuyến này là cứ mua hết tất tần tật là được chứ gì, khỏi phải suy nghĩ. Đóng gói trong cái bịch nhìn đáng yêu hết sức không, mà coi bà trao cho tôi như trao phần thưởng vậy đó. Rồi hai ba người, nhìn là thấy quá uy tín. Còn bây giờ là tôi sẽ chỉ đường cho các bạn nha. Từ cổng chợ Đà Lạt khu đặc sản thì mọi người cứ rẽ tay phải theo cái hướng mình quay, đi tầm hết hai ba gian hàng á thì mọi người nhìn phía bên tay trái phía đối diện chính là đặc sản Xuân Mai nha. Còn giờ thì tự tin khoe cá tính đi dạo một vòng chợ đêm nữa rồi về xử lý cái đống bánh mứt này mới được.